anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Mình đi đổ xăng xong rồi mình thấy cái giá xăng bên này nó lên cao cho nên mình like. Ủa sao tự nhiên rớt đâu ta? Anh chị em các bạn thấy cái giá xăng ở bên mình đổ một bình xăng 114 đồng 44 xu. Anh chị em các bạn thấy một bình xăng ở bên Mỹ khi mà chạy chỉ được mình chạy một tầng là hết à. Còn ở Việt Nam anh chị các bạn thấy các bạn đổ xăng đổ một lít, tôi thấy xe máy chạy cả tầng lễ, các bạn thấy nó khác biệt nhau là vậy. Chứ không phải là nhiều khi mình tính về cái giá xăng ở Mỹ, cái giá xăng ở Việt Nam nó tùy vào cái thị trường, cái mức tiêu thụ, chứ không phải giống như mấy cái đám mà chống cộng xuyên tạc phá hoại đất nước, tụi nó sử dụng những cái mô hình về giá xăng dầu ở Mỹ và nó đem nó xuyên tạc ở Việt Nam, thì cái đó không có đúng. Về vấn đề xe cộ cũng vậy, Mỹ xe hơi ô tô rồi là nó là cái phương tiện, còn ở Việt Nam mình thì nó khác anh chị các bạn. Các bạn ở Việt Nam đi xe máy, các bạn thấy tôi thấy xăng dầu Việt Nam rất là ổn định, chính phủ Việt Nam họ kiềm chế quản lý được xăng dầu để bình ổn giá cho người dân rất là tốt. Mà cái tụi chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại thì nó chống không từ cái thứ gì cả, cái đám ô hợp đó. Các bạn thấy hiện nay tình hình ở nước Mỹ, anh chị em các bạn nhìn thấy vậy chứ nó không phải là như một cái thiên đàng đâu. Các bạn biết cái chính quyền mới nó lên nó nắm quyền hiện nay ở những cái tiểu bang mà thuộc về đảng Dân Chủ như Cali á, nó loạn. Mấy cái tiểu bang tôi đang ở cũng vậy, ở trong những cái thành phố lớn á, nó cướp giật, Cali nó cướp trắng trợn luôn. Ở mấy khu Việt Nam á, nó giật đồ ngang luôn, nó vô tiệm nó lấy đồ nó đi ra vậy, nó không ai dám nói nó chừng á. Tại vì cái luật ở bên Arizona, bên Cali á, cái thằng thống đốc bên đó nó bỏ tiền ra, nó mua phiếu, anh chị các bạn biết không, nó lấy lòng những cái dân mà hỗn tạp á, là nó ra cái luật á là ai ăn cắp dưới 900 đồng á thì không bắt bỏ tù. Các bạn biết nhiều rồi, nó vô chợ, nó vô cửa tiệm, nó lấy rồi nó xách nó đi ngời ngời, nó đi ra vậy. Những người làm trong tiệm đâu, người ta thấy người ta chỉ đứng đó ngó thôi. Lúc này nó trộm cướp, nó cướp giật khủng khiếp lắm. Nó nhắm vào những cái sắc dân châu Á, nhất là người Việt. Tại nó biết dân Việt Nam mình ở bên này họ hay phô trương á, cho nên nó loạn ghê lắm. Anh chị em các bạn không có coi tin tức Mỹ, rồi mấy cái tụi chống cộng ở bên Mỹ này nó đâu có dám nhìn vào sự thật đâu. Bởi vậy tôi vào trong mấy đấu trường, tôi đưa những cái tin tức về nước Mỹ, cha con tụi nó nháo nhào lên là nó chửi trời bỏ đất luôn. Mấy cái đấu trường như là đa chiều gì của tụi nó, tôi vào đó nó đâu có cho tôi gia nhập vào đâu. Chỉ có ở cái đấu trường nhân sĩ trí thức gì đó thì một số người để tôi còn vô trong đó tham gia thôi, còn mấy cái đấu trường kia tôi vô nó không cho. Mấy cái đám chống cộng nó xạo trá và nó ô hợp lắm anh chị các bạn. Tụi nó toàn là cái lũ lưu manh giả danh yêu nước. Có nhiều thằng nó đi ra nước ngoài rồi toàn là cái thứ ô hợp không à. Nhiều lúc tôi vào trong mấy cái đấu trường cũng vậy, các bạn thấy có nhiều đứa nó đi qua Hàn Quốc rồi làm lao nô thế mẹ, mà lên mạng bắt đầu xuyên tạc chửi bới quê hương. Tôi gặp tụi nó tôi kêu cái thứ lao nô mà. Tôi kêu tụi nó lao nô mà thiệt. Các bạn thấy toàn là cái thứ gì đâu không, trời thằng đất lỡ. Mà lên mạng cái gì ở Việt Nam nó cũng chống hết, cái gì ở Việt Nam nó cũng xuyên tạc được nữa. Khủng khiếp rồi chứ. Mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại.
có những cái thằng có cái nick mà tự do Việt Nam gì, chàng trời ơi, nó xuyên tạc Việt Nam không từ thứ gì, toàn là xảo trá biệt bợm, tới nỗi mà đến hôm nay mà cha con tụi nó còn khóc về cái cục thịt bò. Nó khóc VinFast chưa đã, giờ nó khóc qua tới cục thịt bò xong rồi chưa có đủ, bắt đầu nó nhảy qua VinFast, màn đẹp thôi, kinh thiệt. Cái sự ô hợp của tụi nó, tôi nói nó khinh bỉ, nó nói lên cái sự khinh bỉ của người Việt mình ở hải ngoại anh chị các bạn. Bây giờ các bạn đừng có ngồi đó mà trông mong cái những cái thành phần mà xuyên tạc chống phớ hay một số những người Việt mình ra đi, quên đi, tôi nói thiệt á, tôi nói rất là đụng chạm, tính tôi là vậy đó, tôi không có tăng bóc ai cả, tại vì tôi ở bên này tôi biết, các bạn không có ở bên này các bạn không có biết đâu, các bạn không có hiểu đâu, những người dân làm ăn như anh em tụi tôi, một số những người hiểu, người ta biết, một số người ta không nói, tại có tôi thì nói thôi. Chứ không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Người Việt của mình bỏ nước ra đi rồi, nó đau lòng lắm. Tôi nói chuyện các bạn nói tới đau lòng. Cái cách sống và cái lối suy nghĩ của họ. Họ xem Việt Nam như là một cái đống rác, mà như là một cái gì đó nó hoang tàn, và họ chống phá, chẳng có làm gì được cho Việt Nam cả. Nhiều ông nhiều bà không biết gửi về cho Việt Nam được bao nhiêu. Nhiều khi mà nghe Việt Nam mà thống kê được dài 5-3 tỷ, mười mấy tỷ đột đầu lên, ô nhà tôi á, nhà Việt Kiều á, chàng ơi, cái dân Việt Nam của mình phức tạp lắm anh chị các bạn. Các bạn thấy gì? Bởi vì tôi không bao giờ sống chung với người Việt, nó vô cùng phức tạp. Họ sống, họ không có thật, họ sống trong cái sự ảo tưởng xảo trá bịp bợm, lừa đảo mỹ dân láo phét. Nhiều khi các bạn thấy có mấy tay mà triệu phú rồi, chàng ơi, tôi nói anh chị các bạn cẩn thận đấy, chứ không phải giỡn đâu. Trên cái không gian mạng này, cái người Việt của mình đó, vô cùng phức tạp, nó hỗn độn, nó không có một cái lề lối hệ thống đâu qua đó cả. Cái người Việt của mình nó không phải giống như những cái sắc dân khác. Tôi sống, tôi thấy, tôi biết, cho nên tôi chia sẻ với anh chị em các bạn. Ai về với quê hương thì mình mừng thôi anh chị các bạn, phải không? Còn họ ra đi rồi coi như xong. Bởi vì tôi thấy những cái tầng lớp thanh niên, tuổi trẻ ở trong nước và những người dân trong nước, họ biết phấn đấu lên, họ biết sống vươn lên, vượt lên chính mình. Tôi cảm thấy rất là hâm mộ, tôi cảm thấy rất là tự hào, tôi cảm thấy rất là hãnh diện. Họ chính là những cái nguồn lực tương lai của đất nước, là những người xây dựng quê hương tổ quốc. Tôi nói chuyện cái này, tôi nói thật lòng mà nói vậy. Còn mà các bạn trông đợi những người ở nước ngoài về quê hương xây dựng đất nước, quên đi. Tôi nói thật rồi, đếm đầu ngón tay có chứ không phải là đếm đầu ngón tay. Còn lên trên mạng các bạn thấy những cái đám chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước, có ra hồn vía gì đâu, đầu đường chó xó chợ, lao nô cu ly, làm má nó nhìn nó không ra. Dân bản xứ cốc đầu nó còn thương con chó nữa, mà lúc nào Việt Nam mới này, Việt Nam mới nọ, nó xuyên tạc, nó chống phá đất nước, kinh hồn. Tôi thấy mà rầu mấy cái đám chống cộng. Rồi nhiều lúc cũng có mấy cái thành phần mà trong nước nó cũng ăn theo. Thấy gì vậy? Dạ? Thấy quể. Wow. Thôi mình like tới đây nha anh chị các bạn. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye bye, bye bye, bye bye.